Ông xã. Trời ơi. Trời ơi, em nhớ anh quá trời nhớ luôn á. Ôi là trời. Nhớ ông quá trời nhớ. Hai bên đi. Ngồi đi quán gia đình mà, quán ăn, quán gia đình mình mà, quán gia đình mình. Quán nhà. Quán nhà, quán đâu cũng được. Hello, hello, xin chào tất cả mọi người nha. Lời nói đầu tiên cho Hồng Lý gửi lời chào đến cả nhà thân thương trên kênh Sức Sống Mới. Chúc cho cả nhà mình luôn vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Bây giờ là Hồng Lý đã ghé quán của chồng của Hồng Lý rồi nha cả nhà nha. Vì hôm bữa giờ thì nói chung là mình đi du lịch đó. Nên là vì vậy thì hôm nay có dịp ra Vũng Tàu thì đãi các em ăn ở nhà quán nhà. Bà lớn, lộn. Bà lớn ở cả nhà nha. Đó là chị, đó là chị, đây chị cả. Ở đây là bà hai. Còn bà ba nè. Bà ba, đó. Ủa gì dạ? Vợ của anh chủ quán luôn, vợ nhỏ, vợ út của anh chủ quán. Ba. Mẹ, ba đâu mẹ? Ba đâu mẹ? Kìa ba kìa. Ok ok con nè, ba chuẩn bị lắp bắt vô, ba vô kìa ba kìa. Ba quắc quá trời, ba quắc khách đó. Ba quắc cho con bình đi ba. Đúng rồi, giá phải giá cả nhà năm nay rồi nè. Năm nay là có giá để sẵn. Nói chung là giá đây rất là mềm luôn cả nhà nha. Ăn nói chung là giá mềm nhưng mà này trong gia đình nên là ảnh không có tính tiền tại vì chồng em mà nên ăn thoải mái đi, em không có tính tiền. Không có tính đồng nào hết trơn á nha Hường. Vô ăn là bác Tài ơi. Dạ. Anh Tài kiểu đây ngồi đi có gì đâu quay clip có chúng gì đâu. Anh đâu có hói gì đâu mà anh sợ. Anh đâu có hói chồng chỉ giàu. Chồng chị giàu nè cả nhà ơi, vậy ông xã chị giàu cho cả nhà bắt tài, chị giàu mới lấy ngày hôm nay. Chương trình là BD đi ra đây không có chồng mà bèo ra đây có chồng chưa. Ôi ôi. Bây giờ ông xã ơi, ông xã với bà lớn khỏe không dạ? Khỏe không? Dạ. Dạ chồng. Cơm còn nè, có đồ nè, đầy đủ tiện nghi hết. Không sao bạn. Giá cả phải chăng. Thì mình ăn cái gì vậy? Ăn lẩu gì dạ? Én ăn lò có đuối đi, có lò có đuối không anh? Ủa, có nhà đây không có lẩu có đuối nha. Ở đây không có lẩu có đuối. Có đuối mà có ghê quả mà. Có lẩu có đuối. Giá mềm mà làm rất là ngon luôn nha cả nhà nha. Nói chung là cơm kho tổ, nói chung là cái quán này đã quay rồi. Thì cả nhà mình nếu mà có ai mà đã từng xem cái clip mà nhà chồng của Hùng Lý á thì cả nhà mình sẽ biết là quán làm đồ ăn ra giá mềm. Combo ba người là nhiều khi ăn có 120, 130 nhưng mà đồ ăn ra nào là kho nào rồi canh rồi xào rồi này nổ nọ. Đó. Thì cái đợt trước là Hùng Lý bắt đầu mới làm dâu thôi nên vì vậy là tiền đợt trước tính tiền. Còn đợt này là ra đợt này rồi là không có tính nha cả nhà nha Hường. Là chợ hết nha cả nhà. Thôi vậy. Nguyên nói lại coi Nguyên nói gì vậy Nguyên? Anh nghe không rõ. Ý là anh là con dâu quán này cho nên là hôm nay bữa ăn này anh không tại chợ. Anh không tại chợ đúng không? Nhưng mà tại vì bây giờ là anh mắc bận đi ra biển tắm trước rồi xíu anh quay lại nha đi ta. Anh tắm biển tắm trước. Anh tháo vàng coi chịu không được, anh khó chịu lắm. Chị hai cho bộ chiếc lắc. Giữ chị hai giùm anh liền. Trời ơi Tâm cái gì đâu mà cảo hoài vậy Tâm. Cãi hoài vậy. Lẩu cá đuối đúng không? Cá đuối mình qua đây mình ăn đi cho tao ăn cơm. Ăn đi mình ăn nổi. Lẩu ăn bên đây đi, lẩu bên đây cho tao kêu cơm. Ăn cơm. Cái đó lột nó sẽ bị lộn xạ liền, phải ngồi sao cho. Đâu có đâu. Đủ rồi, cái ba đây nè, ba ăn một đây. Mình. Mình ngồi bên đây. Lẩu hả? Đủ rồi. Ồ. Đúng không? Chứ ngồi chung vô vậy rồi. Ra đây. Ai muốn cơm còn thì ăn. Lẩu thì ăn. Đúng rồi, mình dễ kêu. Chứ giờ mình không biết được. Lẩu đi, anh ăn lẩu cơm đi. Cơm ăn hoài, cơm ở Sài Gòn ăn còn có đuối ở Sài Gòn hiếm. Vô năm số là có những cơm trắng rồi ăn hoài. Ông xã là có đuối nhiêu đây, nhiêu cái bao nhiêu người ăn ông xã? 150 hai người. 150 hai người. Rồi mình kêu lẩu cái lẩu. Hả? Cái lẩu thôi mình kêu cái lẩu 150 hai người mình kêu bên mình kêu trước hai cái lẩu đi rồi có kêu có đuối thêm thì mình kêu đó kêu vậy đó rồi ok hai cái lẩu cái đuối một cái 150 trước lấy một phần lẩu 150 chắc lắm nha cả nhà nhìn nè đó rất là chắc luôn là bắp tay đó nhà nhìn nè ngực nè cả nhà tăng chắc luôn em nói thiệt dạ bỏ nhỏ không tha là em ăn hết. Em ăn không chừa một hạt, đây mới thật sự luôn. Hạt chia nhỏ xíu em hút luôn. Hả? Ê, Hạnh chơi lên kênh sợ. Đừng nói chị hai tối có một bình Hạnh biết giờ á.
đó chứ hai hình như là hai ba bình luôn á mà. Ờ chị hai nó hành nó đỏ, ai đâu chơi chị hai. Hay quá. Ai đâu mà chơi má ơi. Chỗ có gì có vàng. Ồ ai đâu mà chơi chị hai không ai chơi. Chị bằng em đúng không? Nói nó thường hứa quá. Chị hai nói kiểu mà giống như là bị đánh cũng chịu để biết sao mà nâng cái đằng nâng cấp của mình lên tới cái tầm nâng cấp. Chứ mà học là người chơi thôi. Tất cả đều là hường hứa. Ờ. Về nhà nói với anh hai anh ơi cho em kể cho em kiểu như cho em sáng lên đi chứ thực sự không có. Đó nó vậy đó. Anh đỡ mặt đỡ mày với chị thôi, em. Thôi em ngồi quét Zalo. Quét bà lô à, bà lô nữa không? Tới 5 giờ sáng luôn. 5 giờ sáng luôn hả? Có ai chờ? Không có khách nào luôn. Ôi là trời. Trời ơi này. Xe mới có được mà tối là dẫn chơi tay năm đồ ha. Rồi vui vẻ đông đưa với 5-6 người. Nó làm như là đi ba phòng vậy. Là một lần 6-7 người. Trời ơi là trời. Chị em xin lỗi. Chị em xin nạn hồi chính xác luôn. Mấy đứa xin tụ hết trơn. Ủa lão mình ngồi ở đây nè. Thôi gần đây cho vui nè. Gần mặt ghe đi mình ngồi ở đây đi. Dễ hơn. Cho vui nè. Nè lẩu ở đây đi. 6 người nè. Ở bên kia dưới kia. Ủa kêu cơm bò không? Kêu cơm bò quá. Ờ cơm bò em kêu cơm bò vậy hả? Mình kêu cơm bò quá. Rồi, nồng vô. Nè. Ở đây là địa chỉ nhà chồng em cũng không nhớ hết nữa. Anh ơi. Chị cả ơi, chị cả. Chị lớn, bạn chị lớn. Địa chỉ bên đây là địa chỉ máy để em đọc lên để có mốc người. 164 đường Hoàng Hoa Thám, tại vì em mới làm dâu lần thứ hai nên là em không nhớ nha cả nhà. 164 đường Hoàng Hoa Thám, quận Nhất. Thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Hoàng Diệu là nhà của quận Nhất phải không? Cái này quận Nhất không? Quận 7, Hoàng Hoa Thám. Cái gì? Hoàng Hoa Thám quận Tân Bình. Quận Tân Bình luôn hả? Hoàng Hoa Thám nhà em. Quận Tân Bình. Tân Bình. Thôi má đã lùm là thành phố Vũng Tàu. À, 164 địa chỉ là 164 đường Hoàng Hoa Thám, thành phố. Quận 12, quận Tân Bình. Thành phố Hồ Chí Minh. Chỗ má đứng làm gái. Cái gì tùm lum vậy? Là ở đây mình đang ở đâu? Mình đang ở Vũng Tàu mà. Vũng Tàu. Vũng Tàu. Dạ dạ cái này dạ dạ bỏ thêm 7-8 chiếc ớt luôn. Dạ dạ. À, địa chỉ ở đây là 164 đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Vũng Tàu, quán Quế Trân nha cả nhà. Giá cả thì giá trang, nói chung là giá cả là ok luôn, em đã bảo đảm. Nghĩ đi cá kho tộ mà có 40.000. Mà không phải kho ít đâu. Cơm cá ngon lắm luôn. Cái cuối nha, mà miếng thịt vô nữa rất là ngon luôn. Anh rõ ràng nha các bạn nè. Cơm cá kho tộ 40.000. Nhưng mà người ta nói không phải người ta nói là mà gọi là tiền nào cũ nấy đâu, cái này là giá mềm nhưng mà người ta vẫn làm ngon cho mình, nêm nếm rất là ngon luôn. Thì cả nhà thấy là qua cái đường trước đi em ghé ở đây rồi thì khi mà bắt đầu ăn lên ngon rồi bắt đầu là tụi em quay clip chấn động luôn. Đi ghe rồi bắt đầu tại nhờ làm ngon là em mới chấp nhận về đây làm dâu á. Em đâu có chịu. Em bây giờ làm dâu cái đợt trước mà dở cái là em thấy chồng khác luôn. Em đâu có ghé gì đây chi? Không ghé nữa. Nè má ơi. Cái gì Zalo cái gì mình lưu gì hôm nay nữa. À ngồi bành cái hãng quá trời luôn kìa. Chụp lại. Gì đó mày chỉnh đi, mày bấm đi góc độ sao đó. Rồi vô đó mấy em ơi, ăn chị em ơi, vô đây em ơi. Vô đây chồng. Ra kéo khách cả nhà ơi, trời má. Vô chị ơi. Dạ. Dạ mấy người vậy? Mấy người vậy chị? Mấy người vậy? 6 người hả chị? 5 người. Rồi lấy bàn 5 người luôn xã ơi. 5 người. Rồi bàn 5 người luôn. Nhà chồng em nè chị ơi, vô đây ủng hộ ổng chị ơi. Cộng mà cộng da nữa chứ. Rồi vô ngồi luôn, vô ngồi đang đặt đâu ngồi đâu. Thái ơi. Phụ. Trời chán. Về đây không phụ thì ổng nói bà lớn bà nói về với vợ của ông về không có phụ gì hết trơn á này nọ. Dạ. Có gì khi giờ đây buồn lắm, khi tiếp em út với cả nhà, cái bà cả bà lớn mới nói vợ ông về tặng là ngồi ăn không có làm, bây giờ phải vô đây làm chút xíu. Rồi cái gì cơm hay bún nè, lên lên cái gì ơi. Ơi. Rồi bún hay cơm. Okay. Trời ơi. Bây giờ em mệt, em cũng mệt lắm nha cả nhà, mới thật sự luôn á. Về đây á, bỏ bạn thì cũng không được, mà bỏ mấy đứa em cũng không được nữa. Khi buồn lắm, thiệt á. Em chán lắm, mà thôi kệ đó, bây giờ thương ổng mình phải chịu thôi.
thiệt thương ông phải chịu thôi chứ giờ biết làm sao giờ. Cái dĩa này không khi buồn mà thiệt không có tính thiện. Nè ổng nè nè ăn đi chị đại. Trời ơi. Chứ không phải là vô chổng múc bán cho người ta cho ngài múc cái gì chả cá ra ăn. Diệu tám xuất sắc nè. Trời ơi. Đã da vậy. Nhà chồng chị ăn thoải mái em không tính tiền. Chồng anh ơi, cho em hỏi nè. Bây giờ nãy là bây giờ tại vì em vừa ăn lẩu vừa ăn cơm mà em không muốn ăn canh. Tại vì em có lẩu rồi. Em kêu cái kho tộ. Rồi. À, cái kho tộ với cái món xào tỏi. Cái cơm thôi tại vì cái lẩu em ăn canh rồi. Rồi rồi, bây giờ anh làm cho em một cậu cá tàu thịt với dĩa rau muống xào tỏi. Ok. Rồi, ok. Rồi, thôi em không có lẩu. Cái anh ăn nhiều quá Tâm. Chả nhiều quá mày Huy lắm. Cho anh hết luôn. Gai đúng rồi cả cá được. Ngon không? Lá tròn đứa 2-3 kg về ăn. Chồng chữ ngon. Thôi về. Món tôm đầu gà. Món gà má. Rồi nước mắm nè. Mắm hơn. Mấy em thấy cái gì mà ở đây ngon, chả cá này nọ cứ nói chị đó, chị đưa đứa vài ký về nhà ăn nha, chồng chị đưa về. Mới là trở lại đây. Thế giờ chuyển khoản cho chị được rồi. Gì vậy? Tên này luôn rồi. Nè mấy em ơi, cho anh hỏi này nè mấy em ơi. Về nhà chồng của chị thấy chu đáo không? Ngồi ăn phục vụ ra tính dép luôn thấy không? Đồ thấy bà lớn bà chu đáo lắm đó. Đúng rồi, bà lớn mà lòng tay cho bà nhỏ 50. Dạ dạ quay cho cây đàn anh cả quay chung đi, cây hết gì. Chỉ qua chỉ lại cho vui anh cả. Điều đặc thầm xương lắp lên. À cả nhà. Ở đây là nhà ông xã của em nha cả nhà nha. Bi ăn lát không tính tiền. Ăn xong một lát ổng đưa cho một người vài ký ca chả cá ở Vũng Tàu đem về nữa. Đây nè cả nhà vợ chồng của em làm giới thiệu cho cả nhà mình. Ông xã cho mọi người biết. Anh đang làm gì đó anh? Trời ơi, anh bỏ cho mấy bả làm đi, anh làm đi, anh ra anh phục vụ tụi em nè. Đây ông xã em nè, cả nhà giới thiệu, cả nhà giới thiệu ra mắt đi cho anh ơi. Đây nè cả nhà. Đây nè giới thiệu nha, đó ông xã của em nha cả nhà nha, đây. Đó những món ăn xong không có tính tiền một lát, ăn xong rồi đi về kể cho người vài ký chả cá, được cái ổng tốt lắm cả nhà. Thương lắm, dạ. Chú vẻ nha anh nha, ông xã em. Cái gì vậy? Cá đuối Tam, chịu ý em đây, muốn gì nữa Tam? Ờ dịu má. Mẹ dễ thương không? Đây là lẩu cá đuối là 150 một cái nè cả nhà. Đuối nào? Cá đuối này đuối ngon luôn nha. Nè nè nha, 150 nha, nhìn nè. Nè cá không mà nha. Hai. Nè, đó, một cục 150. Nè. Cho sao xíu đi bị chi. Không, sao em nấu dưới chín hết rồi, ông để đây cho nóng rồi. Ăn đi em, ăn liền á. Ủa nó nghe không có công bằng nha, ở bển có con muốn, ở đây không có con muốn là sao? Lỗ à. Dở lên. Xin lỗi mọi người, em lộ cho cả nhà em bị liệu. Rồi ăn cả nhà ơi. Ăn em mời cả nhà nha, em mời các anh chị em của em. Hôm nay là tụi em đi đến thành phố biển Vũng Tàu chơi á, thì đi ăn đi uống quay clip. Em đã nói rồi, bây giờ là nhiều người nói sao bây giờ ra clip không có đã. Bây giờ em quay khùng quay điên gì đó, một ngày em đi nhiều khi em nói cả nhà nghe nha, em bước lên cầu thang em xuống cầu thang em cũng quay clip nữa. Tại bây giờ là cả nhà mình chỉ cần muốn là chiều có clip ra để vui vẻ, giống như hồi tối chị Ngọc cũng vậy nữa. Hùng Lý nghe nói Hùng Lý là thích luôn, chị gọi điện thoại chị ủng hộ khô mà chị nói vậy nè, ngày nào chị cũng coi clip em á, bất kể cái clip gì chị không, kể cả chị thương mà chị nói vậy nè, chị vừa bật lên thôi chị sợ quên cái like, chị có bận cái gì trước hay là chị không có xem, chị thấy cái lướt em lướt cái clip qua là chị like trước. Và một lát chị cảnh chị vô coi, chị sợ lát coi xong chị coi lo tâm chú chị coi chị quên chị không like luôn. Trời ơi, chứ nó không xóa một cái clip nào, nhưng có cách là chị coi trên màn hình TV bự á, chị không bình luận được, nhưng mà lúc nào chị cũng phải like cho em. Trời ơi, nghe rất là vui luôn á cả nhà. Thì bởi vậy Hùng Lý phải cố gắng có thời gian là sẽ đi làm clip, làm clip gì cũng được. Bây giờ sau này anti đừng có nói là clip ra không có ý nghĩa, mà anh chị cũng muốn tương tác với mình nên là một cái clip hài, ngồi chơi, ngồi ăn, ngồi uống, ngồi gì cũng ăn từ từ thôi, cho anh nói chút xíu đi, hết cá kìa. Chết rồi. Bây giờ đợi em xíu em nói tiếp cả nhà. Chết rồi. Chết rồi. Bây giờ kêu thêm đi em không sao, mình kêu thêm dĩa cá đi. Kêu thêm dĩa cá. Có đuối đây, có đuối không? Nên là anti có nói em vẫn làm clip, bây giờ clip không có ý nghĩa gì, chiều chiều dạo dạo chơi hay là vòng 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 ở khu Vĩnh Khánh mình đi chơi xíu cũng có một cái clip gửi đến cho cả nhà. Miễn sao là anh chị thương mình thì anh chị vào xem đúng không cả nhà ha. Mẹ ơi, đó. Có chừa ra cái lúc khai là cái đó là em. Cho dĩa cá đi, kìa dĩa cá cho Nguyên. Chị ơi, anh ơi, ông xã, dĩa cá thêm không là bao nhiêu vậy? Dĩa cá đuối á. Dĩa cá không là bao nhiêu anh?
Dạ. Hải lẩu cho ba bánh mì dạ. Ủa bún không có hả? Bún mà quên cái bún mà. Bún bún. Dịu không Tâm, nước dịu không? Ở đây nấu dịu lắm đó nha, bữa cá thôi anh em ra cá kho em ghiền luôn, em môn luôn. Ăn nha cả nhà nha. Dịu quá. Dịu luôn. Có uống nhiều gì á. Mà thấy cả nhà thấy không, vợ chồng đâu ra đó. Lùi vợ chồng em kêu gì, em hỏi nhiều gì á, rõ ràng. Tính em đi đâu á, yếu em quen đó nha. Em đi du lịch, em ghét nhất là sợ bị chặt. Nói cái này em tốn bao nhiêu tiền hả, em biết lỡ kẹt bực cực chánh đảo vô trong đó ăn mà cái lẩu đó bán là 800 ngàn cái lẩu đó mắc đi, nhưng mà em kẹt chân em dêm ăn thì ok. Nhưng mà nó là mơ mơ màng màng mà để ăn xong rồi tính tiền em mà hước, đó giờ em chưa bao giờ em bị. Từ khách sạn từ gì em đi là em kỹ, cực kỳ kỹ luôn. Tại du lịch đó mà mình để người ta chặt chém mình vậy mình tức lắm, nên là em kinh nghiệm nhiều quá, nên là cái gì em cũng phải hỏi và hỏi và thỏa thuận từ lúc đầu luôn, kỹ càng. Nói lại cái câu thì no luôn. Thì cả nhà ơi, thì bây giờ là hồi nãy giờ là tụi em đã ăn xong hết nè. Tiêu diệt hết trơn luôn. Kêu thêm luôn á, mấy tổ chồng chồng dưới mấy tổ luôn á. Mấy hai với bà giàu là ăn nhiều nhất á má. Thiệt. Trời ơi, giàu. Má. Em ăn ở đây có chén cơm nè mày. Cái tổ ra xong hết ăn á, mày với bà giàu ăn không à. Ê ê ê, còn cái gì tao thấy nha, tao thấy cái gì còn. Còn thịt tao ăn. Tao thấy mỡ. Dễ thương, sợ không 550 thôi chú 400. Trời ơi, thấy không? Dễ thương ghê không? Đây có bớt không? Nước tính riêng, nước tính riêng. Cả nhà, cả nhà nhìn tụi em nè. Em cứ nghĩ đi. Nè anh nói nha, cả nhà nghĩ đi. Hai cái lẩu này 300, kho tổ được quá trời mà lên tính nãy giờ. 300, cái cá thêm 100 nữa. Cái cá 400, kho tổ quá trời. Rồi con muốn 400 mà tính bớt, nhà chồng em bớt em 150, cái nhà còn có 400. Cái nhà ăn hết vậy, cái nhà nghỉ đi có 550 thôi chứ đừng tính cái bớt nha. 550 nè. Cái bớt là mình em qua YouTube hay là em quen người ta bớt không tưởng là vô đây ăn 400 thì không được. Cái giá là bộ là ăn hết vậy là 550 nè cả nhà. Thời nói chung là hôm nay đi ăn uống thì ra đây cái em nhìn bên đây nè, 550 nè. Bên đây có 300 mất 100 luôn nè. Rồi rồi, phúc tăng không chịu về phúc sắc không? Bên cá lông xả. Đơn giản. Em không thích vậy. Ôi ôi. Cái dáng hàm nha. Để nhà hay có tại bớt mạo nha. Cắt cái bớt hả? Cắt cái bớt bớt mạo cắt nha. Cắt nha. Rồi nói chung là có tâm lý nha cả nhà nha. Thì cả nhà mình ra đây, cả nhà mình ghé ủng hộ quán. Thật sự là quán này làm các kho tội cũng rất là ngon. Dịu lắm cả nhà. Đó. Nó tên Hùng Lý bớt được cho. Mặc xấu là. Thôi với ba mình xin chào tạm biệt cả nhà, mình hẹn gặp lại bà Lý sau.